Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua 13 tháng 1 tại xã Tam Trung, huyện Mường Lát, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị đồng hành đã tổ chức chương trình Xuân đoàn kết Tết biên cương và phiên chợ ấm tỉnh biên cương. Tới dự có các đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương năm 2024. Trong không khí ấm áp của những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, chương trình Xuân đoàn kết Tết biên cương, phiên chợ ấm tỉnh biên cương diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, gồm trao gần 800 suất quà Tết, 4 mái ấm tình thương, 5 sổ tiết kiệm, 3 mô hình sinh kế cho phụ nữ, trẻ mồ côi, người dân có hoàn cảnh khó khăn, già làng trưởng bản, người có uy tín, người bảo vệ cột mốc, gia đình chính sách, người có công, đồn biên phòng trên địa bàn huyện Mường Lát với tổng giá trị gần 800 triệu đồng. Tại chương trình, ban tổ chức còn tổ chức nhiều hoạt động như tư vấn và khám bệnh miễn phí cho 300 trẻ em dưới 6 tuổi, thi gói bánh chưng, cắt tóc miễn phí cho trẻ em và người dân, tặng hơn 1.500 phiếu mua hàng cho hội viên phụ nữ và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mường Lát, gồm các nhu yếu phẩm như quần áo, chăn, gạo, thực phẩm khô, dầu, nước mắm. Chương trình thể hiện sự chung sức của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các đơn vị đồng hành cùng chăm lo cho phụ nữ, trẻ em và người dân khó khăn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số biên giới được vui xuân đón Tết cổ truyền đầy đủ ấm áp hơn. Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đồn biên phòng Tam Trung, huyện Mường Lát. Hội Đinh Tị 1977 tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức chương trình Xuân ấm áp Tết yêu thương trao quà cho 31 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Văn Nho, huyện Bá Thước, trao quà cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng bộ loa cho trường mầm non Văn Nho, tổng trị giá các suất quà trên 50 triệu đồng. Chương trình Xuân ấm áp Tết yêu thương là một hoạt động kết nối những tấm lòng nhân ái của Hội Đinh Tị 1977 tỉnh Thanh Hóa, công ty HDTV truyền hình thực tế, công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Thành Trung nhằm chia sẻ, động viên các em học sinh, những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón một cái Tết ấm áp và hạnh phúc. Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần. Cùng với nhiều làng nghề trong tỉnh, làng nghề truyền thống làm hương quán giò ở thành phố Thanh Hóa đang bước vào vụ sản xuất nhộn nhịp nhất trong năm. Những nghệ nhân thợ thủ công tất bật chạy đua với thời gian để sản xuất được nhiều hàng hóa phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Con ngõ nhỏ mang tên Hàng Hương dẫn vào làng hương quán giò vốn đã chật hẹp, nay càng trở nên chật chội hơn khi cảnh mua bán trao đổi nhộn nhịp từ sáng sớm. Những mẻ hương mới được xe, màu của bột hương, màu đỏ của chân hương đan xen nhau tạo nên bức tranh rực rỡ sắc màu. Vào tháng cuối năm, không khí sản xuất ở đây luôn tất bật. Người trộn bột, người xe hương, người phơi hương, ai cũng nỗ lực để hoàn thành các đơn hàng phục vụ Tết. Việc sản xuất hương ngày Tết tuy vất vả, nhưng làm tới đâu tiêu thụ tới đó nên ai cũng phấn khởi. Vào ngày Tết này thì nó phải gấp 3 lần so với ngày thường. Về lượng hương thì cũng đủ được cái lượng hương để xuất đi. Mặc dù trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại hương được làm theo phương pháp công nghiệp, pha tạp nhiều chất phụ gia hóa học để tạo mùi, nhưng người làm hương quán giò vẫn trung thành với công nghệ sản xuất hương truyền thống. Làng hương quán giò thành phố Thanh Hóa cung ứng ra thị trường 3 sản phẩm chính là hương bài, hương đen và hương đàn với trên dưới 10 loại, kích cỡ, ngắn, dài, to nhỏ khác nhau tùy theo nhu cầu và thị hiếu của khách hàng. Tùy theo từng loại hương sẽ có giá thành khác nhau từ 20.000 đến 30.000 đồng một bó 100 que hương đến 500.000 đồng một bó 100 que hương. Thời điểm này các cơ sở sản xuất đến đâu tiêu thụ hết đến đó, lượng hàng tăng từ 30 đến 40% so với các tháng trong năm. Những người dân người ta vẫn cứ, có nhiều người người ta vẫn cứ thích là hương truyền thống hơn. Vì bây giờ là thêm ra những cái hương làm bằng máy đấy. Hương làm bằng máy thì nó cái thứ nhất là nó cuốn tàn, tàn nó đẹp. Nhưng mà rồi do thị hiếu của từ người cho nên lại nào cũng bán được hết. Trong văn hóa của người Việt, những ngày Tết cổ truyền không thể thiếu được mùi thơm của những nén hương. Vì vậy, người làm hương quán giò không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ sản xuất mà còn chứa đựng cả giá trị văn hóa,
góp phần làm đậm thêm hương vị đặc trưng của ngày Tết. Điều đó đã mang lại sức sống trường tồn cho các làng nghề truyền thống trong dòng chảy của văn hóa dân tộc. Và ngõ hàng hương cũng là gợi ý thú vị cho mỗi du khách trong hành trình khám phá xứ Thanh nói chung và thành phố Thanh Hóa nói riêng. Thưa quý vị và các bạn, những tháng cuối năm 2023 và chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn 2024 là thời điểm các đối tượng thường hay lợi dụng để khai thác, vận chuyển trái phép các loại lâm sản. Để quản lý, bảo vệ rừng đạt kết quả cao, lực lượng Kiểm lâm Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai nhiều giải pháp, trong đó công tác tuần tra kiểm soát được đặt lên hàng đầu. Theo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, từ trung tuần tháng 12 năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện xử lý 30 vụ vi phạm luật bảo vệ rừng và vận chuyển lâm sản trái phép. Các lực lượng chức năng đã khởi tố 2 vụ án hình sự, một vụ về tội hủy hoại rừng xảy ra tại xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân, một vụ khai thác gỗ trái phép luật xảy ra tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Bá Thước. Thời điểm này, các đối tượng thường lợi dụng đêm tối để hoạt động, gây khó khăn cho lực lượng kiểm lâm. Do vậy, các đơn vị kiểm lâm đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý chặt về hộ khẩu, thực hiện thống kê, xác định đối tượng, cơ sở sản xuất, chế biến gỗ để kiểm soát ngay từ khi khai thác và nhập gỗ. Tiếp tục tham mưu có hiệu quả để nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp đối với Ủy ban Nhân dân các cấp. Thứ hai là đổi mới nâng cao cái công tác phối hợp với các ngành, các đơn vị, đặc biệt là trọng tâm là với Mặt trận Tổ quốc các cấp và các thành viên để tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Thứ ba là tăng cường cái công tác phối hợp đối với các ngành, các đơn vị, các cái tỉnh giáp ranh trong cái kiểm tra, tuần tra bảo vệ an ninh rừng tại gốc. Thanh Hóa có tổng diện tích hơn 647.000 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên chiếm 392.000 ha. Để bảo vệ rừng và kịp thời ngăn chặn các vụ vi phạm, lực lượng kiểm lâm phối hợp với cán bộ bảo vệ rừng chuyên trách ở các ban quản lý rừng phòng hộ, bố trí trực 24/24 giờ ở các trạm gác, liên tục tuần tra canh gác. Tại những khu vực có bộ đội biên phòng đóng quân, cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng cũng phối hợp tham gia công tác bảo vệ rừng, tập trung tuyên truyền để người dân không vi phạm trong xâm canh, xâm cư và tích cực tố giác các hành vi vi phạm. Ban cũng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan kiểm lâm và các cái đơn vị liên quan trên địa bàn là tổ chức tuần tra, kiểm tra và kịp thời phát hiện các cái vụ vi phạm trên địa bàn để xử lý nghiêm theo với quy định. Ban đã phối hợp để làm tốt cái công tác tuyên truyền người dân đi lễ hội không đem lửa vào rừng rồi phòng chống cháy rừng. Vùng trọng điểm giáp ranh giữa các tỉnh, các huyện và khu vực biên giới với nước bạn Lào là nơi dễ xảy ra các vụ vi phạm về khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép. Vì vậy, việc tập trung giám sát kiểm tra luôn được lực lượng kiểm lâm và các đơn vị địa phương chú trọng, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm, nhằm mục tiêu giữ vững an ninh rừng trên địa bàn tỉnh. Sau khi được công nhận là sản phẩm OCOP, các sản phẩm tẩy rửa sinh học hữu cơ từ vỏ dứa Fuwa 3E của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Fuwa Biotech, thành phố Thanh Hóa đã khẳng định được thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường, vừa góp phần bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường tự nhiên. Đặc biệt mới đây, công ty đã đưa được sản phẩm ra thị trường quốc tế. Câu chuyện được bắt đầu từ nhu cầu của bà nội trợ bị dị ứng với hóa chất, trong khi vẫn cần phải sử dụng các chất tẩy rửa trong cuộc sống hàng ngày. Và người phụ nữ này đã nghiên cứu thành công cho ra đời các sản phẩm chất tẩy rửa làm từ vỏ trái cây lên men tự nhiên. Năm 2019, ba sản phẩm đầu tiên của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Fuwa Biotech ra đời gồm nước rửa chén, nước lau sàn và nước rửa tay. Các sản phẩm này nhanh chóng được thị trường tiếp nhận, được người tiêu dùng ưa chuộng và được công nhận là sản phẩm OCOP. Đến nay, công ty đã cho ra đời 13 mã sản phẩm gồm chất tẩy rửa đa năng, nước giặt, nước vệ sinh ô tô, vệ sinh bồn cầu. Ban đầu thì tôi thực sự là nghĩ là chỉ mong muốn đơn giản là những người mà bị viêm da như mình, như tôi thì sẽ được sử dụng những cái sản phẩm tốt như vậy. Nhưng mà thực sự ngay thì chính từ chất lượng sản phẩm mà Fuwa đã lan tỏa được rất là nhiều đến những cái cộng đồng tiêu dùng và thậm chí là nó còn sang đến những cái thị trường nước ngoài. Các sản phẩm tẩy rửa của công ty được làm từ nguyên liệu chính là vỏ dứa. Với nguồn nguyên liệu này, Fuwa Biotech không chỉ sản xuất ra các sản phẩm an toàn bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn tận dụng được nguồn chất thải hữu cơ bảo vệ môi trường. Sau khi được công nhận là sản phẩm OCOP, các sản phẩm Fuwa 3E tiếp tục được cải tiến, nâng cao chất lượng và hoàn thiện về mẫu mã. Hiện tại, sản phẩm nước tẩy rửa thương hiệu Fuwa 3E đã được Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh công nhận tỷ lệ diệt khuẩn đạt 98%.
được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sản phẩm. Với những ưu điểm vượt trội vì sự an toàn sức khỏe của cộng đồng, sản phẩm Fuwa 3E, sản phẩm OCOP của tỉnh Thanh Hóa đã được đưa vào hệ thống siêu thị Aeon Mall của Nhật Bản và một số siêu thị khác tại thị trường phía Nam. Ngoài ra, các sản phẩm đã lên sàn thương mại điện tử Amazon của Mỹ và xuất khẩu sang các nước như Mỹ, Trung Quốc, Malaysia. Kế hoạch tới trong thời gian tới của Fuwa là đó là mình sẽ phải chuẩn bị những cái vùng nguyên liệu đủ lớn để cung cấp cho những cái sản lượng lớn, rồi là mà máy móc thì cũng sẽ phải nâng cấp mà để đạt được cái sản lượng như là đặt ra, và cũng phải chuẩn bị cho mình một cái nhà xưởng đủ lớn để có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Hiện nay mỗi năm công ty đã sản xuất được 162.000 lít sản phẩm các loại. Cùng với việc khai thông được thị trường xuất khẩu, hiện công ty đang có kế hoạch tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất, đồng thời nghiên cứu để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và cho ra đời những dòng sản phẩm mới đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường. Thời điểm gần Tết Nguyên đán, lượng vận chuyển buôn bán giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tăng cao. Đây là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc gia cầm như dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục trên châu bò và cúm gia cầm phát sinh lây lan nếu các biện pháp phòng dịch không được thực hiện nghiêm. Thành phố Thanh Hóa là trung tâm giao thương của cả tỉnh, nên vào thời điểm giáp Tết, lượng động vật và sản phẩm từ động vật được vận chuyển từ các nơi về khá lớn, nên nguy cơ xâm nhiễm, lây lan dịch bệnh rất cao. Để phòng chống dịch bệnh, thành phố Thanh Hóa đã tuyên truyền, hướng dẫn đôn đốc các phường xã và hộ dân làm vệ sinh khử trùng, tiêu độc tại những điểm có nguy cơ cao về dịch bệnh như các chợ kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm. Tăng cường hướng dẫn về công tác thú y, các cái công tác về phòng chống dịch bệnh, đồng thời là phối hợp với các cái cơ quan chức năng xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm các cái quy định phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, kiểm soát các cái hoạt động kinh doanh buôn bán động vật đưa từ các huyện và các cái tỉnh ngoài đưa vào thành phố tiêu thụ, đảm bảo về vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm cho bà con tiêu thụ trong Tết Nguyên đán. Thanh Hóa có tổng đàn gia súc gia cầm lớn trên 28 triệu con, đứng top đầu cả nước, nhưng chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ cao. Việc áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh còn hạn chế. Đặc biệt, từ nay đến Tết Nguyên đán là thời điểm các hoạt động vận chuyển kinh doanh giết mổ gia súc gia cầm tăng mạnh để phục vụ nhu cầu thực phẩm của nhân dân. Bên cạnh đó, nhu cầu tái đàn chăn nuôi sau Tết tăng nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất dễ xảy ra. Để chủ động kiểm soát, kiểm dịch nguồn gốc sản phẩm, giảm nguy cơ lây nhiễm, xâm nhập dịch bệnh trên đàn vật nuôi, ngành nông nghiệp Thanh Hóa đã chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về công tác phòng chống dịch bệnh, tiến hành tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc gia cầm, quản lý kiểm soát nghiêm hoạt động giết mổ, vận chuyển lưu thông động vật và sản phẩm động vật ra vào địa bàn. Hiện nay là địa bàn chúng tôi có rất nhiều các cái gia trại chăn nuôi mang tính tập trung. Thì trên cái cơ sở là vừa đảm bảo công tác tuyên truyền, rồi đến tận nhà hướng dẫn về mặt khoa học. Và chúng tôi cũng có phối hợp với lại trạm bảo vệ thực vật của huyện, cử cán bộ chuyên môn đến tận từng gia trại để hướng dẫn cho bà con trên cái cơ sở là cầm tay chỉ việc. Cho nên đến hiện nay là trên địa bàn chúng tôi rất ổn định về cái công tác này. Ngay từ đầu năm 2024 là cũng là vô ra cái dịp Tết Nguyên đán thì chi cục chăn nuôi thú y thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, trong đó tham mưu để có được các cái chuẩn bị tốt cái vật tư hóa chất và các cái trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống dịch khi mà có cái diễn biến phức tạp xảy ra, để các cái huyện, các xã chủ động được cái việc mà trong công tác phòng chống dịch bệnh để ngăn chặn, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những cái ổ dịch khi mà mới bắt đầu để dập dịch và khoanh vùng dập dịch. Một trong những cái việc làm mà thường xuyên liên tục trong cái quản lý dịch bệnh. Theo cơ quan chuyên môn, để phòng chống dịch hiệu quả, người dân tuyệt đối không buôn bán giết mổ tiêu thụ gia súc gia cầm mắc bệnh, thực hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Khi phát hiện gia súc gia cầm có dấu hiệu mắc bệnh, cần báo ngay với cán bộ thú y, chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh để lây lan ra diện rộng. Năm 2023, công tác kiểm tra giám sát công tác bảo vệ môi trường được Thanh Hóa đẩy mạnh triển khai, nhất là tại các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ,
qua đó kịp thời chỉ đạo khắc phục tồn tại, khó khăn, phát hiện các hành vi vi phạm, góp phần cải thiện, nâng cao hiệu quả quản lý trong công tác bảo vệ môi trường. Năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã giám sát, kiểm soát các nguồn thải ở 60 cơ sở sản xuất kinh doanh. Trong đó có những cơ sở sản xuất nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 18 đơn vị với số tiền 1,47 tỷ đồng. Sở cũng có kiểm tra và bảo tôi làm tất cả các cái ví dụ cái ống khói, ống ấy lọc khói, lọc đồ là tôi cũng đã làm hoàn chỉnh. Sắp tới thì tôi sẽ ký hợp đồng với các ban ngành về rác thải, rác đồ gì đấy thì tôi sẽ làm theo tiêu chuẩn. Quá trình thực hiện các công việc chúng tôi cũng đã chấp hành đầy đủ các cái quy định của luật bảo vệ môi trường. Trong quá trình thực hiện thì cũng có những cái cũng không thể tránh khỏi sai sót. Thì nhưng mà những cái sai sót đấy thì nó cũng chúng tôi có thể khắc phục trong thời gian tới. Ví dụ như hôm nay là cái sàn đang đi đo khí thải của ống khói nó đang hơi trục trặc thì chúng tôi sẽ trong 1-2 ngày nữa sẽ khắc phục. Quan trọng hơn, qua hoạt động kiểm tra, Sở Tài nguyên Môi trường đã hướng dẫn yêu cầu chủ các khu sản xuất kinh doanh khắc phục các hạn chế về bảo vệ môi trường, bổ sung, xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Thông qua các công tác kiểm tra thì ngoài cái việc là phát hiện các vi phạm và xử lý vi phạm theo quy định thì chúng tôi cũng kết hợp hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong chấp hành các hồ sơ thủ tục về môi trường, hướng dẫn cấp giấy phép môi trường đối với các cơ sở có phát sinh các nguồn chất thải và hướng dẫn các doanh nghiệp đầu tư hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, nhất là các nhóm cơ sở có nguy cơ nhiễm môi trường cao. Sở Tài nguyên Môi trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện luật bảo vệ môi trường trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về môi trường trong sản xuất kinh doanh. Những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm đến công tác giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật, biến nhà trường trở thành nơi trao gửi yêu thương, tạo động lực để các em vươn lên trong cuộc sống. Cao Thái Sơn và Cao Thái Bảo là hai anh em sinh đôi, đều đang học lớp 3C, trường tiểu học Thành Trực, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Ngay từ lúc chào đời, Bảo và Sơn đã không có khả năng nghe nói. Bởi vậy, khi đến trường, việc tiếp thu kiến thức của các em rất khó khăn so với bạn bè cùng trang lứa. Để giúp Sơn và Bảo có thể tiếp thu được phần nào kiến thức, cô giáo chủ nhiệm phải nghiên cứu phương pháp giao tiếp, có biện pháp giảng dạy và hỗ trợ riêng. Nhờ sự tận tình của cô, đến nay Sơn và Bảo đã có thể viết, đọc hiểu phần nào và hòa nhập tốt trong môi trường giáo dục. Bằng lăng. Bằng lăng. Dưa hấu. Dây mướp. Đầu năm nhận thì hai các bạn là chưa biết cách tương tác với cô và với các bạn học sinh khác và cũng chưa nắm được cái kiến thức mà tôi giảng dạy cho các bạn. Và đến hiện tại thì với cái sự nỗ lực của bản thân tôi và với sự nỗ lực của gia đình và các bạn học sinh khác thì các bạn đã càng ngày càng tiến bộ. Các bạn đã có những cái cử chỉ để tương tác với cô giáo, biết chào hỏi, biết cách xin lỗi, biết cách cảm ơn. Trong tất cả các cái năm học ngay từ đầu năm khoảng tháng 8 là nhà trường đã có những cái rà soát là độ tuổi của trẻ trong cái độ tuổi đi học ấy, và có những cái học sinh nào mà không may khuyết tật hoặc là nó khó cái khả năng vận động ấy, thì là nhà trường đã bố trí cho các cái tổ phụ trách phổ cập thôn để vận động tất cả những cái học sinh ra lớp. Thanh Hóa hiện có hàng ngàn học sinh khuyết tật đang theo học tại các bậc học từ mầm non tới trung học phổ thông. Với những học sinh này, khả năng vận động hoặc tư duy kém hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Nhiều em có tâm lý tự ti, mặc cảm, ngại giao tiếp. Để giúp học sinh khuyết tật hòa nhập tốt hơn, những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm đặc biệt đến các đối tượng này, thực hiện nghiêm túc đầy đủ các chế độ đặc thù dành cho các em theo quy định của pháp luật như cho phép học sinh khuyết tật nhập học ở độ tuổi cao hơn so với quy định chung là 3 tuổi, có cơ chế tuyển thẳng tại một số cấp học, miễn giảm học phí, cấp học bổng và đồ dùng học tập. Ngoài ra, các nhà trường còn có sự quan tâm hỗ trợ riêng giúp học sinh khuyết tật dễ dàng hòa nhập với thầy cô và bạn bè.
khi nhà trường có nhiều học sinh khuyết tật mà vào khóa đồng thì cũng là một cái áp lực rất lớn đối với nhà trường. Thì trước khi mà nhận các cháu vào trường thì nhà trường đã tiến hành phân loại, rồi tiếp nhận các cháu, tạo cái điều kiện các cái lớp phù hợp để phân công các cháu, để các cháu được hòa nhập, để đảm bảo cái quyền học tập của các cháu trên cái cơ sở là cho các cháu được hòa đồng. Cái mong muốn của nhà trường là được các cháu đến trường học tập, được hòa nhập với các bạn ở trong lớp, được các thầy cô chỉ bảo dạy dỗ các cái kỹ năng về giao tiếp, kỹ năng về sinh hoạt, cả những cái vấn đề về kiến thức. Thì các thầy cô đã có cái thời gian để chăm lo cho các bạn ấy hơn, dành cái thời gian để chỉ dẫn cho các bạn ấy học tập, và đồng thời là cũng giúp cho các bạn ấy là có được cái giao tiếp gắn bó thân thiết với bạn hơn. Người khuyết tật nói chung, học sinh khuyết tật nói riêng là những số phận thiếu may mắn trong xã hội. Bởi vậy, bên cạnh các chính sách hỗ trợ của nhà nước và địa phương, thì sự yêu thương của thầy cô, sự gần gũi của bạn bè và sự quan tâm của cộng đồng xã hội sẽ là nguồn động lực lớn giúp các em vượt qua số phận, hòa nhập với cộng đồng. Thống kê từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho thấy, trong số 64 tin báo về các vụ việc có dấu hiệu xâm hại tình dục mà cơ quan công an tiếp nhận xử lý trong 11 tháng, từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 11 năm 2023, thì có đến 47 vụ có nạn nhân là trẻ em, chiếm đến gần 74%. Đằng sau mỗi vụ việc ấy là những nỗi đau, sự tổn thương sâu sắc và ám ảnh của nạn nhân, cũng là nỗi trăn trở của lực lượng công an khi việc ngăn chặn, kiềm chế và làm giảm loại tội phạm này vẫn còn nhiều khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực từ nhiều phía. Chỉ mới 8 tuổi, nhưng ký ức non nớt của cô bé này lại hằn sâu sự sợ hãi tột độ sau khi bị gã hàng xóm đáng tuổi ông của mình dâm ô. Đáng ghê tởm hơn, việc xâm hại làm tổn thương một đứa trẻ cả về tinh thần và thể xác được gã đàn ông định giá bằng tiền đối với lời dặn không được kể cho ai. Ở trong nhà là cũng không có ai khác, ông với con lên đuổi ông. Con đi rất sợ, con lấy tay con đấm ra, con cho con 10.000, không dặn con là về con được nói với ai. Đối tượng xâm hại tình dục là đa số là những người quen, người thân của nạn nhân, những người hàng xóm. Và năm nay rất đau lòng là có một vụ là bố hiếp dâm con gái khi con gái mới đủ 14 tuổi. Cái thứ hai là hàng xóm, chủ yếu là hàng xóm với nhau. Hàng xóm mà khi mà các cháu không sự quan tâm giám sát của gia đình thì lợi dụng việc các cháu đang còn non nớt để xâm hại tình dục. Các cháu là nạn nhân của các vụ án chủ yếu là thiếu đi cái sự quan tâm giáo dục, và nhất là đối với người mẹ. Đa số là bố mẹ đi làm ăn xa, gửi các cháu lại cho ông bà, hoặc là gia đình bố mẹ ly hôn, hoặc là có khiếm khuyết bố hoặc mẹ. Cái giáo dục đối với các cháu về giới tính cũng chưa được quan tâm đúng mức. Trong một số trường hợp, tội danh xâm hại tình dục trẻ em lại là trái đắng từ những cuộc tình thiếu hiểu biết. Đơn cử như trường hợp này, quen biết nhau qua mạng xã hội, chàng trai ngỏ lời yêu, sau đó phát sinh quan hệ tình dục với bạn gái, và cả hai đều xem đây như một lẽ tự nhiên. Tuy nhiên, tại thời điểm thực hiện hành vi, cô bạn gái chưa đủ 16 tuổi, còn chàng trai này đến khi bị cơ quan công an tạm giữ, vẫn nghĩ rất đơn giản, yêu thì không có tội. Cả em là em yêu để xác định lấy, cũng không để ý đến việc đó. Em rất cảm thấy rất ân hận về những việc mình đã làm ra. Hiểu sai quy định của pháp luật, người thực hiện hành vi xâm hại hầu hết là người thân, có quen biết với nạn nhân, dẫn đến khó phòng ngừa. Bản thân nạn nhân còn nhỏ, nhận thức hạn chế nên trong nhiều vụ việc, các đối tượng đã thực hiện hành vi xâm hại nhiều lần mới bị phát hiện. Đây là những lý do khiến tình trạng tội phạm xâm hại tình dục trẻ em vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và quản lý giáo dục giới tính đối với thanh thiếu niên, và nhất là đối với trẻ em, là vấn đề mang tính chất quyết định. Vì vậy cho nên là hàng năm thì lực lượng công an chúng tôi đã phối hợp với hội phụ nữ huyện, rồi thanh niên huyện, đã có những cái buổi tuyên truyền cụ thể đến từng khu phố, từng khu dân cư, từng thôn bản. Và nhất là đối với những gia đình mà có các cháu gái mà bố mẹ đi làm ăn xa, thì chúng tôi quan tâm hơn để tuyên truyền cá biệt để với những người thân trong gia đình họ và bản thân các cháu biết cách phòng tránh. Hiện nay, xâm hại tình dục không chỉ diễn ra đối với trẻ em gái mà còn xảy ra cả với trẻ em trai. Do đó, dù ở lứa tuổi nào và giới tính nào, việc cha mẹ thầy cô dạy các kỹ năng tự bảo vệ mình cho trẻ là hết sức cần thiết.
nhất là những kiến thức nhận biết các hành vi xâm hại. Cùng với đó là sự sát sao, theo dõi từ người thân để phát hiện kịp thời khi trẻ có các dấu hiệu bất thường. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp, từ công tác tuyên truyền đến xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhằm ngăn ngừa, hạn chế tai nạn, tránh ùn tắc giao thông. Thời điểm cuối năm, cùng với sự gia tăng các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân, doanh nghiệp tăng lên đáng kể. Kéo theo đó là tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông diễn ra phổ biến. Với quan điểm không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ, bắt đầu từ ngày 10 tháng 1, Phòng Cảnh sát Giao thông đã chỉ đạo các đội cảnh sát giao thông trên tuyến bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động 24/24 giờ tại các địa bàn phức tạp về trật tự giao thông, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm, tập trung vào các lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, xe chở hàng quá tải, xe cải tạo kích thước thành thùng. Đặc biệt, giai đoạn từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ tập trung kiểm tra các xe ô tô vận chuyển hàng hóa, hành khách vi phạm chở quá tải trọng, quá số người quy định, dừng đỗ đón trả khách sai quy định trên các tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 45, quốc lộ 47. Hiện nay thì đa số người tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 45 thì cơ bản là chấp hành tốt. Thứ nhất là về cái chạy có tốc độ thì người ta cũng cơ bản giảm, và nồng độ cồn thì người dân ý thức được cái việc đó và giảm đi tương đối nhiều. Từ nay đến trước Tết Nguyên đán và sau Tết Nguyên đán thì lực lượng cảnh sát giao thông số 1 sẽ tăng cường khép kín địa bàn, cũng như là tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện và xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Để nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, đặc biệt là trong thời điểm giáp Tết Nguyên đán, bên cạnh việc tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát theo chuyên đề trên các tuyến quốc lộ, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ chủ động phối hợp với công an các địa phương tuyên truyền cho các chủ doanh nghiệp vận tải hành khách và lái xe ký cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường giải pháp giảm tai nạn giao thông trong dịp cuối năm, thì Phòng Cảnh sát Giao thông đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh về để tăng cường các cái biện pháp tuyên truyền xử lý vi phạm, mà đặc biệt trong đó là có cái nội dung tuyên truyền đến các hộ kinh doanh, các cơ sở kinh doanh vận tải, dán các cái poster và yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh ký cam kết về việc lái xe chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật. Từ nay đến Tết Nguyên đán, tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ diễn biến phức tạp do hoạt động vận chuyển hàng hóa, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, cùng với việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân khi tham gia giao thông, mong rằng tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh sẽ được đảm bảo để mỗi người dân đều được vui xuân đón Tết đầm ấm, bình an bên gia đình. Chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và gặp lại.